Nay đây là kênh của Mỹ Hải nhé, nhưng mà tôi quay tại vì Mỹ Hải là chuyên nấu ăn rồi, các bạn biết rồi, sở trường. Đây là hôm nay tại nhà tôi, đây là món dê, dê nộm. Đấy, đây, đây. Rồi ok. Nhà Mỹ Hải. Rau rừng nhé, các loại rau dớn này, rau nhức xương khớp này, đấy, xào tỏi với cả mỡ gà, canh bào, rau nhức xương khớp, đấy, có cái thớt kia mà, thớt to hoành, Mỹ Hải là người có uy tín rồi, chặt gà. Một đĩa hay hai đĩa? À đây, cho hai đĩa này. Không thì cho luôn một đĩa to cũng được. À chia đôi. Nghe sự chỉ đạo. Gà thành phố khác gà bản không? Khác. Chân vàng luôn nhỉ? Gà chân vàng. Gà chân vàng. Và gà chân đen không? Thành phố nó khác trên bản. Ý. Có dai không? Em sợ dai đấy. Không. Hả? Gà non mà. Non có trứng này. Vẫn là gà làng đấy, nhưng mà nó cũng dai đấy. Con này kéo gần một tuổi anh. Gần một tuổi anh. Chặt còn nóng quá không? Không gặp được. Sợ dùng tay ấy. Đấy. Bếp nhà tôi thì rất là chật. Mỹ Hải xuống thì Mỹ Hải chán luôn, tại vì trên vùng cao thì bếp nó mới rộng, đất đai nó thoải mái. Rau xào, tỏi. Nấu nước xương khớp. Dao chặt sướng chứ. Sướng mà. Hả? Sướng không? Không sướng. Không sướng mà dao mèo. Dao chẳng biết là giang rồi. Cái này đĩa này được rồi đâu? Đĩa được rồi. Còn bảy đĩa kia được rồi. Còn đĩa to kia tí cho rau vào luôn. Bốc hơi gì? Quay này các bạn đừng có bảo là suốt ngày anh em chúng tôi là ăn uống nhé. Tôi quay hộ Mỹ Hải, Mỹ Hải xuống đây tôi cũng phải tiếp tí. Xuống thành phố mà. Cả gia đình xuống mà không tiếp thì lại các bạn lại bảo là suốt ngày ăn uống thì chết. Nguyễn Tất Thắng là chỉ đi làm việc tốt thôi.
không có thời gian để ăn uống nhiều đâu. Trên nhà đây. Trưa nay mà không có chìa vào nhà phải ra cơ quan. À phải lấy thêm cái chiếu nữa để giả nhỉ, hai chiếu ấy nhỉ. Bê luôn lên đi anh ơi. Cái này để múc ấy ra. Múc rau ra. Và cái này